Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay em sẽ lên nói về các tính năng của dòng đẩy công suất các bác nhé. Thì trên màn hình của các bác đây là một con đẩy công suất LA600, mã của nó là PH2600. Thì đây là một con đẩy LA600W một kênh, hàng bãi xịn các bác nhá Thì bây giờ các bác và anh em chủ yếu là dùng đẩy và ngày hôm nay thì em lên một cái video nói về các tính năng của dòng đẩy công suất để các bác và anh em xem để các bác và anh em hiểu hơn về đẩy công suất thì các bác và anh em dùng đẩy công suất thì đôi khi nó cũng có một vài cái lỗi để em hướng dẫn chi tiết cho bác và anh em để các bác và anh em có thể là tự khắc phục các bác nhé hoặc là khi các bác và anh em chơi nhạc hay là hát karaoke thì đôi khi nó bị mất một vế đấy thì em sẽ chia sẻ cho bác và anh em về các tính năng của con đẩy công suất LA này. Thì nói về nguồn xuất xứ của dòng đẩy LA thì nó là hàng công nghệ Mỹ các bác nhá, công nghệ Mỹ sản xuất tại Trung Quốc. Thì dòng đẩy LA này thì nó sẽ có mark in PRC đấy, công nghệ USA các bác nhá. Thì dòng đẩy LA này thì nó sử dụng nguồn cân đấy và sử dụng uh, sò Toshiba thì khi các bác và anh em nhìn vào sò thì các bác và anh em đếm sò ở trên con đẩy công suất LA này thì nó của nó là 28 sò các bác nhé nhưng mà nó hoạt động 24 sò và có bù áp đấy thì uh, con đẩy công suất này 600W một kênh ở trở kháng 8 ôm khi các bác và anh em sử dụng một đôi loa thì các bác và anh em để ở trở kháng 8 ôm còn khi các bác và anh em sử dụng hai đôi loa thì các bác và anh em gạt về chế độ 8 ôm để công suất nó nhân lên thì các bác và anh em sẽ chơi được hai cặp full 30 các bác nhé hay là hai cặp full 40 thì không quan trọng là loa to hay là loa nhỏ thì khi các bác và anh em chơi đẩy với loa thì các bác và anh em phải nhìn đường sau thông số của loa thì nó sẽ đều có công suất cho các bác và anh em để các bác và anh em ghép đẩy. Chẳng hạn chiếc loa full DMX Pad 30 thì công suất của nó là 350W đúng không ạ? 350W thì các bác và anh em chỉ cần một con đẩy 400W là có thể là chạy được cặp loa full Pad 30 DMX các bác nhá. Còn dòng đẩy LA600 này thì là 600W một kênh. Đấy 600W một kênh. Khi các bác và anh em sử dụng một cặp loa DMX mà công suất của loa là 350W thì các bác và anh em để ở trở kháng 8 ôm 8 ôm thì loa 350W mà đẩy 600W thì nó vẫn còn dư 250W đấy là để đánh một cặp loa khi các bác với anh em chơi hai cặp loa thì ở đường sau con đẩy này nó sẽ có 4 ôm và 8 ôm thì các bác với anh em gạt công tắc về 4 ôm để các bác với anh em chơi hai cặp loa khi gạt công tắc này về 4 ôm thì công suất của nó đạt đến 1.000 W 1.000 đến 1.000 W thì các bác em chơi hai cặp loa full bass 30 thì chơi thoải mái. Đấy là cách tính công suất đẩy và tính công suất loa để các bác bánh ghép. Đấy thì uh, em sẽ nói về cái mặt trước của chiếc đẩy LA. Thì uh, thường dòng đẩy công suất thì nó sẽ không có chi đáp chỉnh bát chép hay là chỉnh uh, độ nhạy độ nhức gì ở đằng trước này cả thì những cái dòng đẩy công suất thì hai kênh thì nó chỉ có hai chiếc áp và ba kênh nó sẽ có ba chiếc áp và bốn kênh nó sẽ có bốn cái chiếc áp và một công tắc nguồn các bác nhá đấy thì cái chiếc áp này thì các bác với em chơi thì các bác với em có thể là để bao nhiêu tùy các bác với em. đấy thì theo em thì nếu mà các bác với em chơi chuyên nghiệp thì các bác và anh em cứ nên để cái chiếc áp công suất này về mắc volume cho em Mắc volume Rồi các bác với em khống chế ở trên chiếc vang Các bác nhé Khống chế tín hiệu vào mic hay là vào nhạc Ở trên chiếc vang Để tránh trường hợp là Nó vặn cái này lên nó sốc Các bác nhé Đấy thì các bác với em cứ để cho em là hết cỡ Rồi các bác với em uh, tinh chỉnh ở trên uh, chiếc vang Và khống chế ở trên chiếc vang Thì uh, những cái chiếc vang mà hiện nay uh, Thì nó đều có những cái khống chế tín hiệu min và tín hiệu mắc ấy, thì các bác và em có thể là điều chỉnh làm sao hai chiếc áp này làm sao cho nó hợp lý còn các bác và em dùng vang cơ đấy dùng vang cơ thì đôi khi các bác và em uh, chơi vang cơ thì nó cũng không có khống chế độ min mắc nó toàn bộ bằng cơ thôi đúng không ạ thì tùy biến để các bác và em điều chỉnh cái chiếc áp này để các bác và em chơi còn khi các bác và em đã lắp karaoke chuyên nghiệp các bác nhé thì các bác và em lên để hai cái chiếc áp này ở giữa đấy còn về cái lỗi thường gặp ở hai cái chiếc áp này là khi các bác và anh em để cái chiếc áp ở một cái vị trí quá lâu các bác nhé ở một cái vị trí quá lâu thì khi ở một cái vị trí rất lâu thì bụi bặm nó chui vào trong cái chiếc áp ấy thì nó gây là loẹt xoẹt mất tiếng là do bụi bẩn ở trong chiếc áp này thì khi các bác và anh em sử dụng đẩy thì đôi khi các bác và anh em cứ để mặc định một chỗ là mắc này hay là các bác và anh em cứ để để qua ngày nọ tháng kia để riêng một chỗ như này thì bụi bạn nó chui vào thì nó gây bẩn cái chiếc áp nhé thì thỉnh thoảng các bác và anh em ngồi cứ xay đi xay lại cho em cái chiếc áp này đấy khi các bác và anh em không sử dụng nữa thì các bác và anh em ngồi xay đi vài vòng xay đi vài vòng khoảng một tuần một lần hay là một tháng một lần cứ ngồi xay đi xay lại để cho chiếc áp nó trơn tru từ min đến mắc các bác nhé đấy rất nhiều trường hợp là các bác và anh em để đẩy lâu không dùng và đẩy để, để cái chiếc áp này ở một vị trí nó quá lâu nó bị bẩn nên là đôi khi nó bị lẹt xẹt tiếng hay là mất tiếng nó nó ở cái bụi bẩn chiếc đáp các bác nhá đấy là cái lỗi thường gặp đầu tiên và ở trên các đẩy công suất thì nó sẽ có đèn có đèn đấy đèn của CHA tức là kênh A và CHB là kênh B thì những cái đèn này thì nó báo là 30 dB này đấy và 15 dB và 3 dB đấy khi mà nó đã nháy đến lên cái đến cái 3 dB này là con đẩy nó đang hoạt động đến đến cái ngưỡng là 3 decibel thì có bác và anh em nghe âm thanh đấy hay là tính cái áp lực của âm thanh ấy, thì có bác và anh em phải tính bằng cái decibel này đấy cái decibel càng thấp có nhá chẳng hạn đây đang trừ 3 decibel này thì 3 decibel này nó là, 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 cái âm lượng lớn nhất của con đẩy này đấy đấy còn uh, tính decibel là không decibel là cái âm thanh lớn nhất các bác nhé không decibel là âm thanh lớn nhất và khi mà con đẩy nó chạy quá công suất thì cái đèn đỏ này nó sẽ báo đỏ cho bác và anh em báo đỏ trong bác và anh em đấy đấy là là những cái đèn báo tín hiệu của con đẩy của kênh nha và kênh b còn khi mà đẩy nó lỗi nó không đóng le của cây nha thì nó sẽ báo đèn đỏ cho bác và anh em đấy của kênh khi các bác và anh em nhìn vào con đẩy mà bật lên cái mà cái đèn đỏ này nó cứ đỏ mãi mà nó không ngắt đi ấy. đấy là con đẩy đang bị lỗi các bác nhé thì lúc đó thì phải mang ra thợ để kiểm tra xem là nó lỗi ở đâu đấy đấy là về mặt trước còn về mặt sau của dòng đẩy LA này thì nó sẽ sử dụng đường ra đường ra loa là cái xoay đấy có bốn cái xoay này các bác em đấy bốn cái xoay thì uh, kinh A nó sẽ có cọc đỏ và cọc đen đấy và kênh b thì nó cũng có cọc đỏ cọc đen để các bác anh em bắt dây loa bằng uh, cái núm xoay ở đây và ngoài ra nó sẽ có hai cái rắc mu chích để các bác và anh em cắm rắc mu chích vào kênh nha hay là kênh b thì rắc mu chích này với cái núm xoay này nó là một các bác nhé nó là một nó thông mạch cho nhau nó thông mạch cho nhau nhiều các bác và anh em cứ nghĩ là hai cái cọc này với hai cái uh, cái mu này cái rắc mu trích này là nó riêng biệt không phải hai cái này là nó thông mạch cho nhau các bác nhé thông mạch cho nhau đấy Bây giờ em sẽ nói về cái các công tắc ở đường sau trước đẩy LA. Thì cái công tắc đầu tiên ở phía dưới cùng này này thì nó sẽ có sitel Đấy, CTL là các bác và anh em được nghe hai kênh riêng biệt các bác nhá, hai kênh riêng biệt. Đấy là gạt sang chế độ sitel Còn chế độ mono, chế độ mono là các bác và anh em chỉ cần cắm vào một một vế này, một vế trên này thì nó sẽ ra hai loa, đấy là chế độ mono còn bên này là chế độ bờ lai bờ lai thì các bác và anh em đánh chập kênh đấy thì ở trên cái đường ra của con đẩy này nó sẽ có hai cái cọc đỏ này đấy thì nó sẽ ghi là chế độ là bờ lai này các bác này thì khi mà mà con đẩy này nó gặp một chiếc loa súp khủng á đấy chẳng hạn súp khủng một kênh nó không đánh được đó. thì các bác và anh em có thể là chập hai kênh lại để đánh con xúc khủng đấy cho em là chuyển sang chế độ bờ rai bờ rai thì các bác và anh em đấu uh, vào hai cái cọc đỏ này để dồn hai kênh lại để đánh con xúc khủng đấy các bác nhá đấy là cái chế độ của, uh, dồn kênh đấy dồn kênh là chập hai kênh vào một là cái chế độ bờ rai các bác đấy thì uh, các bác và anh em nếu mà nghe loa full thông thường thì các bác và anh em để ở chế độ sheet cho em và cái chip áp uh, cái công tắc thứ hai này là cái công tắc là cắt súp bác nhé thì trên dòng đẩy lửa thì nó sẽ có chế độ cắt súp thì nếu mà các bác anh em muốn uh, đánh full thì các bác anh em để ở chế độ phát này còn nếu mà các bác anh em nếu mà muốn đánh súp thì có thể là gạt sang chế độ là lpf tức là đánh súp đấy là công tắc thứ hai và công tắc thứ ba này công tắc thứ ba này Là độ nhận tín hiệu đầu vào cho con đẩy này thì uh, khi các bác và anh em sử dụng loa mà nó sáng tiếng quá. Đấy, nó sáng tiếng quá. Thì các bác và anh em có thể là để ở chế độ là 1.5V. Đấy, hay là 1.0V. Thì à 0.77V này là cái âm thanh lớn nhất ở trên trực đẩy này các bác nhá, là cái uh, tín hiệu đầu vào đấy, cái ngưỡng tín hiệu đầu vào. Thì một số dòng vang nó lì tiếng các bác nhá, nó lì tiếng Đấy. và cái 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 con vang đấy xử lý tiếng nó nó không được uh, sáng thì các bác anh em để ở chế độ là 0.7V. 0.77V này. Còn khi mà có một số những cái dòng vang các bác em chỉ cần nhích được một tí ấy, mà nhích lên một tí thôi mà nó đã âm thanh âm thanh nó đã phóng ra rất mạnh rồi đúng không ạ? Thì các bác anh em có thể là để ở chế độ 0.1V và 1.5V. <laughs> 1.5V là cái chế độ đầu vào nhỏ nhất các bác nhé Còn một uh, 0.0V là trung bình còn 0.77V này là cái tín hiệu đầu vào lớn nhất cho con đẩy đấy còn cái cái hàng thứ tư này đấy thì cái này nó, nó dạng cũng là dạng là đảo pha đấy, đảo 180 độ hay không độ đấy các bạn còn ở trên cái cuối cùng của cái công tắc gạt này tức là 4 ôm và 8 ôm thì khi các bác với anh em chơi một đôi loa thì các bác và em để cho em ở trở kháng là 8 ôm. còn khi các bác và em chơi hai đôi loa thì có thể là gạt về chế độ 4 ôm các bác nhé. đấy, đấy là các uh, tính năng ở trên uh, cái dòng đẩy này, những cái phần gạt để các bác này. Đấy, còn cái đường mu trích này thì uh, nó sẽ có hiển thị thông số đây các bác này. khi các bác và em đấu loa full thì ghi là CHA này là một cộng và 1 trừ các bác nhé. và CHB cũng là một cộng và 1 trừ để đánh uh, Uh, loa phun này, đánh loa full để đấu vào mưu trích này thì các bác và anh em ở trong rắc mưu trích thì nó sẽ có một cộng và một trừ và hai cộng và hai trừ thì các bác và anh em đấu dây loa vào một cộng và một trừ để để cắm vào rắc mưu trích còn uh, đánh bờ đai thì các bác và anh em đấu vào hai hai cái cọc đỏ này để dồn kênh để các bác nhá dồn kênh còn uh, ở trong rắc mưu trích này thì nếu mà các bác và anh em uh, đánh dồn kênh nhá đánh dồn kênh thì các bác và anh nhầm đấu vào uh, một cộng ở trên đấy và một cộng ở dưới có nhá một cộng ở trên và một cộng ở dưới thì nó sẽ đánh uh, đánh uh, chế độ bờ lai thì nếu mà sử dụng bờ lai thì nên uh, sử dụng hai cọc đỏ cho em này còn đấu vào rắc mô chích này nếu mà đánh bờ lai thì nó hơi lòng hoàng tí <laughs> đấy còn uh, tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu vào của con đẩy LA này thì nó sẽ có bốn rắc đấy thì đây là thường là tín hiệu input kênh A và input kênh B là jack canon cái các bác nhá. Đây là rắc cân đầu vào canon cái. Đấy, vào nhìn đây là cái này nhưng mà vào là được các bác nhá. Nhìn đây là cái nhưng mà vào là đực. Còn bên này là tín hiệu linh. Linh tức là hai cái đường canon này nó có thể là linh sang thiết bị âm ly hay là linh sang thiết bị đẩy khác thì hai đường Canon đực và cái này thì nó là một tín hiệu các bác nhá nó có thể là, là một tín hiệu thì các bác và em cũng có thể là sử dụng tín hiệu đầu vào bằng bên đường linh này cũng được và cũng có thể là sử dụng tín hiệu đầu vào bên này cũng được thì thường là tín hiệu đầu vào là bên rắc mu chích cái ở đây là nó có ba cái lỗ đây có nhá còn tín hiệu đầu ra thì nó sẽ có ba chân ở đây đấy là là để chế độ linh sang đẩy khác đấy là là các tính năng của con đẩy và đường trước và đường sau còn khi các bác và anh em đang dùng đẩy mà kiểm tra công suất nó bị không ra tiếng một bên nhé các bác nhé không ra tiếng một bên thì lỗi nó thường gặp nó là nó ở bẩn những cái chiếc áp bẩn ở cái, công tắc gạt ở chế độ bẩn la hay này đấy hay là một số cái chi công tắc gạt ở đây thì nó sẽ thường bị mất vế thì các bác và anh em kiểm tra thường xuyên những cái công tắc gạt đằng sau này lâu ngày thì đôi khi các bác anh em có thể là bỏ ra rồi dùng cái đầu tu vít các bác anh em gạt đi gạt lại vài lần để cho nó bụi bẩn ở trong cái 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 công tắc bên này trong này để nó nó, nó bung ra để cái công tắc nó sạch thì nó tiếp xúc tốt thì nó sẽ thường không bị mất vế. Còn cách kiểm tra cách kiểm tra đẩy hoạt động tốt hay không, không cần uh, tín hiệu của vang hay là không cần tín hiệu loa thì các bác anh em chỉ cần cắm đẩy vào xem. Đấy bây giờ em sẽ cắm đẩy vào các bác nhé Đấy thì khi các bác và anh em sử dụng một con đẩy với rất nhiều các thiết bị các bác nhá, với rất nhiều các thiết bị thì khi mà các bác và anh em đang dùng nhiều thiết bị quá mà nó bị mất một vế thì các bác và anh em lại không biết là nó từ đâu, đấy không biết nó từ đâu nào thì đẩy này xong đến vang vang lọc lọc cũng nâng tiếng nâng tiếng xong lại đầu giải mã xong lại đến cái phần phát nhạc như là điện thoại hay là laptop hay là tivi thì các bác và anh em không hiểu là nó bị mất tiếng từ đâu thì phải kiểm tra con đẩy trước các bác nhé thì cách kiểm tra tín hiệu không cần vang không cần uh, loa đấy thì các bác và anh em đưa cái chiếc áp đẩy lên 12 giờ các bác này đưa chiếc áp đẩy lên 12 giờ cho em đấy rồi đường sau con đẩy nhá đường sau con đẩy thì nó sẽ có hai cái tín hiệu linh như thế này đấy các bác và anh em bỏ hết rác ra nhá bỏ hết rác ra bỏ hết rác ra đấy rồi các bác và anh em lấy cái ngón tay các bác và anh em chặt vào đây chạm chạm đây đấy khi chạm vào đây các nhá khi chạm em sẽ chạm đến ngón tay em chạm vào cái nhà như này. đấy, nhìn cái đèn, nhìn cái đèn nó nó nhấp nháy như này là con đẩy đang hoạt động bình thường các bác nhé, là con đẩy cái nhà này đang hoạt động bình thường này các bác này. đấy, và lấy ngón tay chọc xuống cái phần linh của đường b, chọc xuống chọc cầm chọc, chọc chọc như này để kiểm tra xem cái đèn tín hiệu con đẩy nó có nháy đều hay không. đấy, nó nháy đều. đấy, cầm chọc chọc như này cầm uh, chạm 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 vào như này thì cái tín hiệu đẩy đang nháy như này thì con đẩy đang hoạt động bình thường các bác nhá hoặc các bác vừa cắm loa vào cho đấy chẳng hạn các bác vừa cắm loa vào cắm loa vào pin nha đấy thì khi các bác vừa em thao tác đấy thì các bác vừa em cố gắng là đi chân đất các bác nhá đi chân đất để cho nó có cái tiếp xúc đấy đấy khi mà các bác vừa em kiểm tra đẩy như thế này thì uh, nó rất nhanh nó rất nhanh các bác nhá đấy thì kênh A mà em chạm tay như thế thì cái đèn công suất đây nó đang nháy rất đều này và nó, nó, nó chẹt 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 ra loa là với kênh A là đang hoạt động rất tốt đấy và kiểm tra kênh B cũng vậy đấy thì các bác và em cũng lấy ngón tay chọc vào cái ba chân của đường linh đường linh của đường sau con đẩy đó để xem là xem cái đèn kênh B nó có nháy đều không và nó có tiếng ra loa đều hay không đấy như thế là con đẩy hoạt động bình thường các bác nhé thì rất nhiều các bác và anh em dùng nhiều thiết bị quá nên là khi nó bị mất một vế thì các bác và anh em lại cứ loay hoay tìm kiếm ở trên những cái thiết bị vang hay là thiết bị nâng hay là thiết bị lọc các bác và anh em không kiểm tra đẩy là không biết là con đẩy của mình một là chiếc áp nó bẩn thì nó cũng mất vế này đấy và ở đường sau ở đường sau đẩy thì nó có những cái công tắc gạt ở đây đôi khi nó bẩn nó cũng mất vế các bác nhá nên là các bác và anh em kiểm tra thì các bác và anh em cứ cầm ngón tay chọc chọc vào cái đường link này để để thăm xem là 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 cái đèn đẩy nó có nháy đều hay không và nó có chẹt chẹt ra loa không nếu mà nó nó nháy đều đẩy này và nó chẹt chẹt ra loa đều là con đẩy hoạt động tốt không ảnh hưởng gì đấy thì em cũng chia sẻ cho bác và anh em uh, về con đẩy LA PH 2600 thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm đẩy LA chính hãng thì liên hệ với bên Hương Giang Audio theo số điện thoại là 097-9987-696 nhé. Bên em bán hàng ra là cam kết với các bác và anh em là hàng nguyên zin không qua sửa chữa dù là nhỏ nhất. Rồi chân thành cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em nhé.